Thì tiếp theo là thầy hướng dẫn các em câu 4 bài tập chương 2. Một túi có chứa 10 tấm thẻ đỏ và 6 tấm thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra 3 tấm thẻ, gọi x là số thẻ đỏ. Hiển nhiên là trong 3 tấm thẻ lấy ra đó, tìm luật phân phối xác suất của x. B. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ thì được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh thì được 8 điểm. Và gọi y là tổng số điểm trên 3 tấm thẻ rút ra, tìm luật phân phối xác suất của y. Thì bài này nó có hai phần AB đúng không? Thì đầu tiên đó là đối với cái câu A đó. Ở đây nó có biến ngẫu nhiên rồi thì mình sẽ xác định cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên. Thì ở đây thì chúng ta thấy là biến ngẫu nhiên x nó có bốn giá trị là 0, 1, 2, 3, đúng chưa? Và cái này nó thuộc cái phân phối siêu siêu hình học, siêu bội, mình học ở chương 3 nè. Nhưng mà đây là bài tập chương 2, mình lúc này mình chưa có sử dụng cái phân phối siêu hình học của chương 3 ha, mình có thể làm trực tiếp luôn cũng được. Tức là xác suất x bằng 0 nó sẽ bằng cái gì? X bằng 0. Tức là không có tấm thẻ đỏ nào đúng không? Tức là ba tấm thẻ này là ba tấm thẻ xanh. Mình lấy trong số 6 tấm thẻ xanh nè. Và chia cho tổng số cách lấy 3 tấm thẻ trong 16 tấm thẻ. Vì cái này nó có 16 tấm thẻ. Đúng không? Đấy, thì cái này là em bấm máy tính ra. Đấy, bây giờ thầy bấm mẫu cho cái nè. 6C3 nè. Rồi chia cho 16C3. 16C3. Thì nó ra 1/28. Cái này mình quy đầu mẫu lên luôn, đặng lát nữa mình có thể là quy đồng mẫu lên để mình so sánh các cái xác suất nó dễ. Đấy, còn xác suất x bằng 1 thì nó là 15/56 ha. Rồi xác suất x bằng 2 bằng 27/56 và xác suất x bằng 3 bằng 12/56. Và mình thấy là mình cộng tất cả các xác suất này lại thì nó sẽ bằng là gì? 56/56 không? Cái này 10 15 cộng cho 12 là 17. 27, 27 cộng 7 là 54, 56 phần 56 là 1 đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ có cái bảng phân phối xác suất của x như thế này. Thì bảng phân phối xác suất của x đó, thì cái dòng đầu tiên là mình ghi giá trị cái x hoặc là giá trị của x. Cái dòng thứ hai đó là mình ghi xác suất x lớn bằng x nhỏ. Không? Thì giá trị của x thì mình sẽ điền tất cả các giá trị từ nhỏ lớn vô. Đấy, và xác suất tương ứng thì mình để vô. Như vậy thì xong, mình đã làm được câu A là lập được cái bảng phân phối xác suất của x. Hiển nhiên ở đây nó kêu tìm phân phối xác suất, tức là lập bảng đó. Thì ở câu B thì nó nói là khi mà mình lấy được một cái tấm thẻ đỏ đó, được 5 điểm và tấm thẻ xanh là mình được 8 điểm đúng không? Như vậy thì cái biến ngẫu nhiên y đó, chỉ số điểm. Ở đây mình y thì nó tính theo x như thế này. X là số thẻ đỏ đúng không? X là số thẻ đỏ. Thì mỗi thẻ đỏ là 5 điểm, vậy thì có 5 có ít tấm thẻ đỏ thì ít nhân 5. Còn lại là 3 trừ ít là thẻ xanh, mỗi thẻ là 8 điểm, cho nên chỗ này mình có là 3 trừ ít tất cả nhân cho 8. Thì bây giờ mình nhân phân phối này vô thì ở đây nó được 24 nè. 24 trừ 8 ít phải không? 5 ít mà trừ 8 ít thì còn trừ 3 ít. Như vậy thì y biến ngẫu nhiên y mà biểu diễn theo x thì nó là 24 trừ 3 x. Đó, bây giờ nếu mà x nó thay đổi như 1 2 3 nè. 0 1 2 3. Đó. Như thì x bằng 0 có nghĩa là y nó bằng nhiêu? 24. X bằng 1 thì y bằng 24 trừ cho 3 nhân 1 đúng không? Còn 21. Đấy, như vậy thì mình sẽ có cái xác suất tương ứng của x và nó sẽ bằng xác suất của y tương ứng. Chẳng hạn như x bằng 0 nó tức là y bằng 24 không? Thì xác suất y bằng 24 nó sẽ bằng 2/56. Và cái xác suất x bằng 1 có nghĩa là y nó bằng 21. Thì xác suất này nó chính là xác suất x 1. Và cái xác suất x bằng 2 nó chính là xác suất y bằng 28 18, y bằng 18. Tức là gì thì ta được xác suất y bằng 18 là bằng 2/56. Và cuối cùng là cái xác suất y bằng 15. Y bằng 15 tức là x bằng 3 đó. X bằng 3 thì hai cái này xác suất bằng nhau. Đấy, vậy thì xác suất y bằng 15 nó chính là xác suất x bằng 3 là bằng 12/56. Và từ đó mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của y như sau.
Dòng trên là mình ghi chữ y, dòng dưới là mình ghi xác suất y lớn bằng y nhỏ đúng không? Thì mình giá trị của y là có 15 nè, 18 nè, 21 và 24, và xác suất tương ứng của nó là 12 phần 56 nè, 27 phần 56, rồi 20, 15 phần 56 và 2 phần 56. Như vậy thì miền giá trị của y ở đây á, mình sẽ bổ sung thêm miền giá trị của y là bằng 15 nè, 18 nè, 21, 24. Đó, và cái xác suất tương ứng như thế này. Như vậy thì mình đã giải xong cái câu hỏi số 4 trong cái bài tập chương 2 đó. Đây, đây bài giải của nó như thế này.